Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game Poppy Squeak, tựa game đầu tiên của video này. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Do you want to play hide and seek? Bạn có nhận ra tiếng nói của bà Granny không? Mình sẽ bắt đầu tựa game này nha. Let's go. Reply. Oh man. Green mình vị trí này này. Us. Tiếp theo nào. Ô, chạy thôi, từ từ các bạn ơi. Các bạn bình tĩnh nha. Ô, cầm búa này cũng vậy, phi không biết phi đâu. Ôi. Cô nào tóc hồng này đi đâu đây? Sẽ đến với phần tách kẹo. Chọn một cái hộp nha. Ô, tách kẹo hình trái tim à. Kết thúc đây nào. Đây cũng là một level khó phết. Được đâu các bạn ơi. Ôi ôi. Không hề dễ một chút nào. Wow. Chị em chúng mình. Đây là cái level mà mình đánh giá lắm.
Dạ. Thi đấu. Cô nàng này giống mình thế nhỉ, cũng có quả tóc đấy. Ôi, cũng một cô nàng có quả tóc như mình đã hạ một mình level cuối cùng. Từng đối thủ một đi. Chạy đâu hả? Tóc tím. Ôi. Cái này nhất định mình phải đánh. Nhất định. Cố lên. Chúng ta làm được mà. Roblox Gaming làm được. Chạy đâu, chạy đến cuối à? Số có danh 443. À, cô nàng tóc giống mình lúc nãy, cô ta hạ gục mình đây. Mình đã bảo mình làm được mà, cố lên. Mình sẽ chuyển qua Squid Game 456 Survival. Grab line. Này thì không nhắc ồ thiếu lực à. Rất nhanh và rất thoát nhanh các bạn.
cho bác cuối cùng. Tom Hero. Thank you.
Pikachu. Trong văn phòng đó thì mình đã đấu với rất nhiều người rồi. Anh chàng này đấu chưa? Cũng đấu rồi luôn. Có lẽ phải đi lên trên kia. To get schooled. Boom! Thank you.
chuyển qua review tựa game tiếp theo đi. Chế độ chiến đấu nhé. Tiếp theo trong video này.
Đây rồi, let's go. Lên tôi phi đội này có lá chắn ghê quá nhỉ. Ok, vậy là mình đã bước sang level tiếp theo, mình được 3 sao luôn nha bạn. Bây giờ mình sẽ bước sang level tiếp theo nào. Mình sẽ lấy cái khẩu súng này, súng laser. Đây là khẩu súng thành công. Tiêu diệt hết quân địch này đó. Quá tuyệt vời. Victory. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye.